Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin giải trí. Và bây giờ hãy cùng mình cập nhật những tin tức mới nhất của Sao Việt trong ngày hôm nay. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như chuông thông báo để theo dõi những tin tức mới nhất mỗi ngày. Đăng ảnh các con vui chơi râm rã, Ốc Thanh Vân bị nhắc khéo chuyện chăm sóc con gái Mai Phương. Ốc Thanh Vân cho biết thời điểm này nhạy cảm nên cô chỉ âm thầm chăm nom chứ không đăng ảnh. Ít giờ trước, Ốc Thanh Vân đăng tải hình ảnh ba con đang vui đùa trước nhà giữa mùa dịch khiến nhiều khán giả thích thú. Tổ ấm của người đẹp luôn ngập tràn tiếng cười và niềm hạnh phúc, vì dù bận rộn công việc, cô luôn biết cách chăm vén cho mái ấm của mình. Tuy nhiên trước hình ảnh đầm ấm của Ốc Thanh Vân, một số cư dân mạng chạnh lòng khi nghĩ đến hoàn cảnh của con gái cố diễn viên Mai Phương là bé La Vi. Họ bày tỏ hy vọng Ốc Thanh Vân quan tâm bé nhiều hơn. Em rất thương La Vi, em chỉ mong chị khi nào cho bé sang chơi cùng các bé. Dù không có tình yêu thương nào bằng mẹ, nhưng bé có thể vơi đi nỗi nhớ mẹ của bé. Không còn mẹ yêu thương như chị yêu thương con. Ốc ơi, hình như trong niềm vui ấy thiếu bóng dáng của La Vi. Thương con không còn có mẹ, một số dân mạng bày tỏ. Lập tức dưới bình luận, Ốc Thanh Vân đã nhẹ nhàng trả lời nguyên nhân hạn chế đăng hình ảnh bé, dù vẫn qua thăm thường xuyên. Chị thương bé như con ruột, vì chị là mẹ đỡ đầu của con mà. Từ khi con còn trong bụng, chị vẫn gặp con cũng sang nhà. Nhưng chị hạn chế up hình ảnh con là có lý do, mong em hiểu. Ai cũng hiểu thời điểm nhạy cảm, mà Ốc Thanh Vân nói. Bởi trước đó không lâu, cô bị nhiều trang Facebook giả mạo, bòi nhọ danh dự. Tố Thanh Vân sống giả tạo và lợi dụng chuyện của cố diễn viên Mai Phương để PR. Nữ MC đã đăng trên trang cá nhân và thẳng thắn mắng hành động thiếu đạo đức nói trên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên ấn like, share và để lại bình luận của mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.